Thông tin được phát đi lúc 3 giờ 30 phút sáng nay từ Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, sáng sớm nay ngày 12 tháng 8 ở khu vực Bắc Bộ và khu vực Thanh Hóa tiếp tục có mưa vừa và mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày hôm qua đến 3 giờ sáng ngày hôm nay có nơi trên 100 mm, như tại khu vực Đông Lai Quảng Bình với lượng mưa dao động 244,2 mm, Ngọc Sơn Quảng Bình 178,4 mm, Cẩm Lĩnh Hà Nội 130,2 mm, Cẩm Thủy Thanh Hóa 180,2 mm. Sau đó mưa sẽ giảm dần. Ngày và đêm nay ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa trời sẽ có mưa, mưa vừa và dông. Cục bộ có nơi mưa to. Lượng mưa phổ biến giao động trong khoảng từ 20 đến 40 mm, có nơi là trên 60 mm. Và trong cơn mưa dông có khả năng xảy ra tình trạng lốc xét và gió giật mạnh. Nguy cơ cao xảy ra tình trạng lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh vùng núi và xảy ra tình trạng ngập úng tại các khu vực trũng thấp.